Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng Euro 2024. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài trận đấu đáng chú ý vừa mới diễn ra. Thổ Nhĩ Kỳ giành suất cuối cùng vào tứ kết Euro 2024. Dù là cặp đấu của hai đội bóng bị đánh giá thấp nhất tại vòng 1/8 nhưng Áo và Thổ Nhĩ Kỳ đã trình diễn một màn rượt đuổi đầy kịch tính tới tận những phút cuối. Ngay từ những phút đầu, tốc độ của trận đấu đã được đẩy lên rất cao. Và ở giây thứ 57, trung vệ Demiro trong pha lên tham gia tình huống phạt góc đã nhanh chân dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thống kê, đây là bàn thắng nhanh nhất trong các trận đấu tại vòng knockout tại Euro. Những phút sau đó, hàng loạt cơ hội được cả hai đội tạo ra nhưng tiếc là chưa có bàn thắng nào được ghi thêm. Sau khoảng 30 phút, tốc độ của trận đấu dần chậm lại và các cơ hội cũng ít dần đi. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1, không nghiêng về phía Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay đầu hiệp 2, Áo đã có cơ hội gỡ hòa khi Arnautovic di chuyển thông minh để đón bóng đối mặt với thủ môn Gunok nhưng anh lại không thể dứt điểm thành công. Chỉ vài phút sau, Thổ Nhĩ Kỳ đã có bàn thắng thứ hai. Người ghi bàn vẫn là Demiro. Lần này, anh bật cao đánh đầu đưa bóng tung lưới của Áo sau cú đá phạt góc của Ada Guler. Tuy nhiên cũng rất nhanh chóng, Áo đã có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Phút 66, cũng từ một quả đá phạt góc, cầu thủ mới vào sân thay người Gregoric đệm bóng cận thành không cho thủ thành Gunok có cơ hội cản phá. Từ đây, tốc độ của trận đấu lại được đẩy lên cao nhất có thể. Hàng loạt cơ hội đã được tạo ra nhưng không bên nào ghi thêm được bàn thắng. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 90+4. Baumgartner đánh đầu cận thành nhưng thủ thành Gunok đã có pha cản phá xuất thần. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về phía Thổ Nhĩ Kỳ. Họ trở thành cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng tứ kết Euro và sẽ đối đầu với đội tuyển Hà Lan. Gapor tỏa sáng, Hà Lan lọt vào tứ kết Euro 2024. Mặc dù Hà Lan chỉ lọt vào vòng knockout với tư cách đội xếp thứ 3, trong khi Romania lại là đội đầu bảng E, nhưng Hà Lan vẫn được đánh giá cao hơn Romania. Đoàn quân của huấn luyện viên Ronald Koeman nhập cuộc một cách chậm rãi và có tính toán. Về phần mình, 10 phút đầu của Romania là những phút rực lửa. Đội bóng áo vàng lên bóng liên tục, tạo ra những cơ hội phía trước khung thành Verbruggen. Vấn đề với họ là sự sắc bén và tính chính xác trong các tình huống cuối cùng. Trong khi đó, Hà Lan từng bước lấy lại thế trận và đẩy ngược sức ép về phía phần sân đối phương. Phút 20, tiền đạo Cody Gakpo đi bóng vặn sườn hậu vệ Romania trước khi thực hiện cú sút xa quyết đoán vào góc gần, đánh bại thủ môn Nita và 1-0 cho Hà Lan. Khoảng thời gian sau đó, Hà Lan tạo ra thêm rất nhiều cơ hội. Dù vậy, hiệp 1 kết thúc mà không có thêm bàn thắng. Sang đến hiệp 2, Romania cố gắng đẩy cao đội hình tấn công còn Hà Lan chủ động chơi chậm lại, sẵn sàng tung ra các pha phản công khi có cơ hội. Dẫu vậy cũng phải đến phút 83, sai lầm trong khâu phòng ngự của Romania đã giúp Hà Lan có bàn thứ hai. Xuất phát từ pha đột phá của Gapor bên cánh trái, trung vệ Dragusin chần chừ và mắc sai lầm trong việc phá bóng. Gapor lập tức vượt lên rồi đẩy bóng trở lại cho Malen ghi bàn 2-0 cho Hà Lan. Chưa dừng lại tại đó bởi ở phút 90+3, Malen hoàn tất cú đúc của mình sau pha solo và dứt điểm chính xác. Nhờ vậy, Hà Lan vào tứ kết với chiến thắng đậm đà 3-0 trước Romania. Xác định 4 cặp đấu tại tứ kết Euro 2024. Vòng chung kết Euro 2024 đang đi tới những trận đấu cuối cùng. Sau khi kết thúc vòng bảng, 16 đội bóng đã giành quyền tham dự vòng 1/8, bắt đầu diễn ra từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7. Và sau khi kết thúc vòng 1/8, 8 cái tên xuất sắc nhất đã được xác định để tham dự vòng tứ kết Euro 2024. Đó là Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Thụy Sĩ. Các cặp đấu tại vòng tứ kết cũng đã được xác nhận. Theo đó, đã xuất hiện 2 cặp đấu kinh điển của các đội bóng lớn. Đó là Tây Ban Nha đối đầu với Đức và Bồ Đào Nha đối đầu với Pháp. Ở trận tứ kết đầu tiên, đội chủ nhà Đức sẽ đối đầu với Tây Ban Nha. Đây là hai đội bóng đã thể hiện phong độ tốt nhất từ đầu Euro 2024 cho đến nay và hứa hẹn sẽ là một màn trình diễn cực kỳ bùng nổ. Trong khi đó, trận đấu giữa Pháp và Bồ Đào Nha lại mang tới nhiều duyên nợ giữa các cá nhân, đặc biệt là hai đội trưởng Kylian Mbappe và Cristiano Ronaldo. Trận tứ kết thứ 3 là màn đối đầu thú vị giữa Anh và Thụy Sĩ. Trong khi Anh vào tứ kết bằng lối chơi nhạt nhòa và đáng thất vọng thì Thụy Sĩ đang là hiện tượng của giải đấu sau khi biến Italia thành cựu vương. Trận tứ kết cuối cùng là màn đối đầu giữa Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Hà Lan dù không được đánh giá là ứng viên vô địch hàng đầu nhưng vẫn đang tiến những bước vững chắc. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một hiện tượng thú vị tại Euro năm nay. Theo phân nhánh, đối thắng ở cặp Tây Ban Nha với Đức sẽ gặp đội thắng ở cặp Bồ Đào Nha với Pháp, còn đội thắng ở cặp Anh với Thụy Sĩ sẽ là đối thủ của đội thắng ở cặp Hà Lan với Áo. Như vậy, vòng bán kết có thể sẽ chứng kiến sự góp mặt của toàn các ông lớn. Chơi có trách nhiệm, chọn nơi uy tín, truy cập ngay tề.mi/kto. Nhận ngay 50k miễn phí trải nghiệm.